Chào các bạn nha. Nào mình sẽ thử ăn cái hai cái loại kẹo em nha các bạn. Đây là em màu vàng nha. Đây có cái hình chữ em màu vàng luôn, một chữ thôi. Từ từ cô phải giới thiệu với đó. Đây là em màu đỏ nha, bị ngược rồi. Một chữ em màu đỏ nha là em và em. Xong rồi mình uống cái thạch dừa nha các bạn. Đây, đây là thạch dừa con gấu nha. Mở cái đỏ hả? Mở đi. Cậu ba mở giùm con mở giùm cậu ba biết chưa? Rồi, mở được không? Giờ sẽ mở kẹo ra ăn thử nha các bạn. Đây, người ta dán cái băng keo lại đây nha. Mở giùm cậu ba rồi nha. Hộp này là bằng thiết chứ không phải là bằng giấy nha các bạn. Đây là sợi dây của nó nha. Nè, đây sợi dây của nó nha. Ôi quá siêu dài luôn. Cái gì vậy? Rồi để đi một. Ừ. Đây. Wow. Đây nha. Yeah, chị gió. Ai gì? Thôi. Từ. Ủa của con á. Trong đây nó có một cái dây kẹo nhiều nhiều bịch nhỏ nhỏ nha các bạn. Mình tưởng là nó để kẹo trong cái hộp này luôn, ai về trong đây nó là để những cái bịch em nhỏ thứ mà nó bán á. Để lấy một thử một cái bịch mình ăn, tôi ra mình ăn thử nha. Wow. Thì đó là rồi con khui ra. Đây các bạn ơi. Cái gì vậy? Đỏ mình lum. Đây các bạn, trong đây là những cái từ đúng có cái này. Đổ qua cái này nè, nó nhỏ một chút. Nó dễ thấy. Đây các bạn ơi, những cái hộp kẹo em đây nha. Nó gớt. Cho con vô cái hũ nè. Rồi để đi. Ủa cậu ba màu nâu nè. Đây. Đây gì cậu ba mà áo nâu mà. Rồi đây đây. Các bạn ơi, trong đây nó không phải là nó màu vàng không mà nó có nhiều màu luôn nha. Có màu đỏ nữa nè. Màu cam, màu cam nó cay, màu vàng nữa. Màu cam nhiều quá. Đây các bạn. Màu có cam nhiều. Màu cam nhiều nhất nha. Chứ không phải màu vàng không, màu vàng màu ăn hết rồi hả? Đúng rồi. Màu vàng ít các bạn. Đang thử cái kẹo màu đỏ nha. Ăn cấp độ. Lẹ. Không thôi cũng lao quá trời luôn. Ngon quá ha. Ở ngoài hình như là một cái lớp đường, còn ở trong là sô cô la các bạn. Rồi. Còn hai viên. Nó luôn hả? Dữ vậy? Rồi bây giờ sẽ đóng cái hộp này lại nha các bạn. Để cái hộp này nó có màu vàng ở trong á. Ở trong nhưng mà nó khác nè thôi. Cũng là bịch này luôn á. Đây là cô ba mở. Bịch này à. Bịch màu vàng nó khác mà thôi. Đây mình mở bịch màu đỏ. Sao nâu. Rồi mở ra đi. Đúng rồi, nó giống. Nó cũng y chang cái màu vàng luôn các bạn ơi. Ở ngoài cái hộp nó màu khác thôi, nhưng mà bên trong là hai bịch y chang luôn nha. Mình mở kẹo bên trong chắc cũng y chang luôn quá. Mở cái kẹo đi. Đỡ ra thử coi. Có màu vàng không? Màu đỏ không? Qua cho các bạn coi. Đây các bạn ơi. Cái màu đỏ thì nó lại ít màu đỏ trong đây. Nó nhiều màu đó, nhưng màu đỏ nó có một viên màu đỏ, hai viên màu đỏ hả các bạn. Đây nha, hai viên màu đỏ nè. Ăn đi, ăn màu gì ăn đi. Màu nè, màu nhau nhau. Cậu ba chưa ăn màu xanh dương, mình sẽ ăn màu xanh dương. Con nè, ăn đi. Con ăn màu xanh dương chưa? Đây, sẽ thử ăn một cục kẹo sô-cô-la em màu xanh dương nha các bạn. Con chưa ăn cục này. Cái vị của những viên kẹo này nó tương tự nhau các bạn. Nó cũng có một vị sô-cô-la thôi. Đúng màu rồi. Sắc là nó khác nhau thôi, nó chỉ khác màu sắc.
thôi, vị nó y chang nhau luôn, mình cảm thấy là vậy á. Giờ sẽ thử một cái ăn mấy viên thạch dừa này nha các bạn. Đây là thạch dừa nha, thạch dừa. Đây là có một cái hộp hình con gấu nha, một chú gấu, bên trong là một cái bịch, bên trong người ta để một cái bịch, cái thạch này trong một cái bịch ni lông chứ không phải là để trong cái chai này luôn nha. Đây, để một cái bịch nha. Bây giờ phải dùng một cái kéo để cắt cái này ra mới được. Con nhìn ở ngoài con tưởng nó bỏ trong cái chai này luôn, ăn cái bịch. Mình sẽ cắt cái này ra nha các bạn. Ủa, cái kéo rồi, đây, kéo. Ủa, sao con biến thành cái mặt này vô dầu ơi? Vậy vậy? Nhìn nè. À. Con biến thành luôn rồi. Sẽ múc ra một chút, ra một cái chén nha. Con ăn gì chocola quá, con biến thành luôn rồi. À, ăn thành cái cục chocola luôn không? Kéo qua đây đi. Giỡn thôi nha. Rồi, mình sẽ múc thịt dừa ra nha. Có ba giờ bông hoa luôn. Ở bên trong nó có nước. Nó dai dai nha, ăn chảy muỗng luôn rồi. Nhai kỹ với nhà nó hơi dai á. Đúng rồi, chảy muỗng luôn rồi. Chảy muỗng luôn rồi cậu ba. Rồi ờ. Đây cậu ba ăn liền. Khoan để múc thử thêm một miếng nước ra nữa. Đây coi chừng nó đỏ một lum đó mọi. Có nước không? Có chén của con có nước không? Có. Rồi. Bịch này sẽ cầm đây chứ để nó đỏ nha các bạn. Để đây đi. Rồi. Xem thử một cục một miếng thịt dừa nha. Đây là thịt dừa. Một cái khối hình vuông nha. Hình hộp. Đây các bạn ơi. Dính chân rồi của bà. Đây là cái cục thịt dừa nha. Nó hơi dai dai nha các bạn. Ngọt ngọt rồi dai dai. Thơm mùi dừa. Thịt dừa này người ta nói là người ta làm bằng nước dừa cái lên men đó. Thành cục thịt thịt này nè các bạn. Nước dừa lên men vi sinh. Để giải khát nha các bạn. Để giải khát. Cô ba ơi, con để lên cái hộp luôn. Được. Này mình ăn với nước đá là ngon các bạn. Con muốn chocolate nữa. Rồi ăn đi. Các bạn ơi, vậy là cái clip mình thử ăn kẹo em có hình hai cái mặt cười này nha các bạn. Ăn thử. Được. Ăn thử thịt dừa của mình đến đây xin kết thúc nha các bạn. Chào các bạn nha. Bye. Bye.